Thực chất em là đi cổ vũ từ Bình Dương, là cùng mọi người diễu hành. Thì trời mưa thì niềm đam mê thôi, tiền đội được bóng của chính mình thì nên là cố gắng đi cổ vũ. Rất là gọi là không thể nào diễn tả được cái niềm cảm xúc đó được rồi. Thích Sông Lam Nghệ An thì từ anh Văn Đức và Xuân Mạnh ở U23. Nhưng mà khi mấy anh về Cần Thơ thì thấy anh nào cũng dễ thương, có cái kỹ thuật đá banh rất là hay, từ bất kể vị trí nào cũng có thể chơi. Và cả thầy huấn luyện viên nữa, thầy luôn thân thiện với mọi người từ mọi góc nhìn. Rất là hạnh phúc, kiểu mình từ xa lên đây không có uổng công.